Vâng, xin chào tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh Sạch Đồ Thị. Quý anh chị thân mến, trong clip ngày hôm nay thì Sạch Đồ Thị sẽ giới thiệu cho quý anh chị là các mẫu áo khoác kaki khác nhau với mức giá của chúng ta là 350k trên một sản phẩm áo khoác bất kỳ, đã bao gồm phí ship rồi. Ở trong trường hợp anh chị không nhận hàng thì vui lòng thanh toán lại khoản ship này để hàng hoàn biến giúp Sạch Đồ Thị nhé. Và một lần nữa thì Sạch Đồ Thị muốn rằng những anh chị ở chúng ta đang xem clip này hãy đăng ký kênh và chúng ta bấm thêm nút chuông thông báo bên dưới nữa. Mỗi lần Sạch Đồ Thị ra clip mới sẽ chủ động thông báo đến cho quý anh chị. Chúng ta sẽ bắt đầu vào clip luôn nhé. Và anh chị để ý rằng là bên cạnh em Sạch Đồ Thị đây sẽ có cái bảng thông tin, và trong cái bảng thông tin này sẽ bao gồm những thông tin cần thiết để quý anh chị chúng ta lựa được một chiếc áo khoác kaki phù hợp với bản thân mình. Còn size số như thế nào thì Sạch Đồ Thị sẽ thông báo, cũng như là chất liệu có thể Sạch Đồ Thị thông báo kỹ hơn trong clip ngày hôm nay nhé. Sản phẩm đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với một con của Torachi này. Torachi đây là thương hiệu Nhật Bản nhé, và chúng ta sẽ có một mẫu áo khoác mà cực kỳ mới luôn, và chắc hẳn rằng là quý anh chị nào chúng ta cũng thích cái mẫu như thế này, Torachi. Và con này thì siêu mới luôn ạ, con này rất là mới luôn. Và ở bên dưới họ sẽ làm cái phần bo biển này cho chúng ta nhé. Khoác bên trong thì đây sẽ là khoác đồng, và họ sẽ có một cái lớp bọc như thế này nữa. Đây cũng là những cái thiết kế khá là đặc trưng của những mẫu áo khoác kaki mà cổ bẻ như thế này. Với chiếc này chúng ta sẽ có một chiếc áo size M nhé. Đây là mã A109. Với chiều dài của chiếc này là 61 ngang 51 và vai chiếc này là 46. Con này thì chúng ta tại sao chỉ dài 61 thôi? Tại vì chúng ta phải mặc cái form tương đối ôm vào thì sẽ mặc rất đẹp với cái mỡ này. Đây là mã A149 của anh chị nhé. Xin nhắc lại một lần nữa, chiều dài chiếc này 61 ngang 51 và vai chiếc này là 46. Con này thì mướt mượt và rất là đẹp luôn rồi. Đây, những bác nào chúng ta khoảng 65kg đổ xuống thì có thể mặc ok cái sản phẩm nhé. Sản phẩm tiếp theo Sạch Đồ Thị gửi cho quý bác, quý anh chị là chúng ta sẽ có một cái mẫu nó như thế này. Nhìn thoạt qua thì rất là Burberry nhưng mà thực ra lại là không phải nhé. Con này thì chúng ta có thể mặc theo cái kiểu dạng là chúng ta ôm sát trên cổ này cũng được, hoặc là mở ra một đoạn như thế này cũng được. Nhưng mà nói chung, nói gì thì nói thì con này cũng là một con hàng chất lượng đi ạ. Đây, em Sạch sẽ cho mọi người xem tag bên trong này. Đầu tag bay mất đầu, con này là hàng của Gu mà. Nhưng mà tác không biết bay bắt đầu của quý anh chị ạ. Nhưng mà con này đảm bảo mọi người đây là một con hàng ngon nhẻ và chính hãng. Và chúng ta sẽ đến với con này. Đây là mã A148 với chiều dài là 77, ngang là 53 và chiếc này là 47. Thì con này thì áng chừng cho quý anh chị, quý bác nào mà mọi người thích mặc cái dáng dài ấy, và cao độ khoảng 1m7 thì sẽ mặc ok nhá. Ngon đét đẹp đẹp với con này luôn. Đó, một sản phẩm chất lượng. Màu con này thì cũng rất là màu kaki, nhưng mà chất con này lại tương đối là mềm mại ạ. Và sản phẩm tiếp theo chúng ta thì cùng nhau đến với một con của Nhật Bản đi. Đây cho quý anh chị xem. Đây là một con của Kuro Sufuku này. Nói chung là cái bọn này sẽ hay làm vest on cùng với làm những cái sản phẩm nó tương tự như thế này. Con này thì sẽ cái họa tiết này chắc mọi người biết rồi đúng không ạ? Và cái cổ họ sẽ làm khá là hay. Cổ họ làm rất là hay này. Đó. Và với chiếc này chúng ta sẽ rất là nặng nhá. Chất con này cực nặng luôn. Mặc vào cái mùa đông thì sẽ rất là hợp lý với con này. Đó, con này phải phối được đồ thì mặc nó mới ngon được. Cúc của họ làm cũng rất là xịn luôn. Với chiếc này thì chúng ta sẽ có mã V92. Đây là một mã A104 nhá. Mã A147 nhá. Con này chiều dài 69, ngang 51 và chiếc này 40. Con này khoảng size M. Thì những bác nào chúng ta khoảng 65-70kg có thể mặc rất đẹp với cái mẫu này nhá. Một cái mẫu chất lượng mà Sạch Đồ Thị muốn mọi người mua. Con này thì cực nặng luôn, mặc sẽ rất là ấm vào mùa đông. Sản phẩm tiếp theo thì chúng ta sẽ có một con của Blue Sky này. Đúng như tên của nó thì Blue Sky thì nó sẽ là con như thế này. Nó con này thì chúng ta sẽ có hai túi ở hai dưới phần dưới, và họ cũng làm một chút cái phần bo cho chúng ta như thế này. Đây, con này thì cúc cũng là cúc đồng này, và khóa là khóa IKK nhé. Không thích thì quý anh chị có thể là bịt lại cái phần khóa này. Ở trên này thì họ sẽ làm những cái chi tiết dấu mũ như thế này. Nó thích thì anh chị mở ra, còn không anh chị cứ để cái kiểu cổ trụ này mặc cũng rất là thích. Blue Sky này anh chị này, Blue Mountain chứ không phải Blue Sky, Blue Mountain. Con này mặt đằng sau đây, mặt đằng sau cũng là màu xanh trơn. Con này màu trên clip thì nó tương tự như màu ở ngoài nhé, và màu ở ngoài nó sẽ đậm lên thêm một tông nữa. Đây sẽ là mã A146 với chiều dài 64 ngang 53. Đây là một chiếc áo mặc size con này sẽ giao vào size M, tức là khoảng 60-65kg có thể mặc ok cái sản phẩm này. Một sản phẩm chất lượng. Tiếp theo thì chúng ta cùng nhau đến với một con của Label đây. Sạch Đồ Thị thì hay gọi là Label thôi, chứ thực ra là tên chính xác của nó thì là H và M. H và M anh chị nhá. Đây một con của H và M này. Với những cái sản phẩm H và M như này hiện tại đang được bán với giá là khoảng
899 k với những chiếc áo thông thường, còn những chiếc áo này nó sẽ dao động khoảng trên 1 triệu một tí. Thì bác nào có điều kiện chúng ta chơi đồ mới nhé, còn không thì cứ mua đồ si tại sảnh đồ si thôi. Sẽ có túi hai bên này, đó túi hai bên kéo rất là dài xuống. Ngoài cái túi này ra thì dưới này còn có một cái túi đây nữa, trên là một túi nữa. Và cái khóa họ làm thì sẽ bao gồm cả cúc bấm lẫn những cái khóa như này luôn, đó rất là hay. Với chiếc này thì chúng ta sẽ có mã A144 với chiều dài chiếc này là 69, ngang 57 và chiếc này là 46 ạ. Đây sẽ là một chiếc áo rơi vào tầm size M châu Âu và sẽ rơi vào tầm size L châu Á. Thì tương tự với bác nào chúng ta áng chừng khoảng 70kg thì mặc con này sẽ rất là đẹp, và hoặc là chúng ta khoảng 65. Với cái vòng như này thì chắc là khoảng 65kg thì sẽ mặc đẹp luôn. Và tay áo họ làm cũng rất là bền bỉ và chắc chắn. Cái mẫu áo khoác kaki này thì sẽ đem lại cho mọi người cái cảm giác kiểu khỏe, đặc biệt là nhìn nó rất là khỏe. Sản phẩm tiếp theo của chúng ta thì sẽ có một con của No Concept Bird Ghost Sensi này. No Concept Bird Ghost Sensi đó. Và với con này chúng ta sẽ có hai túi ở đây, một túi trên này và bên trong này thì được thiết kế thêm một túi giấu ở phía bên trong nữa. Bên trong con áo này sẽ có một túi nữa. Và chúng ta sẽ đến với thương hiệu này, đó là sẽ có thêm một cái tag Nhật ở dưới này nữa, thêm một cái tag toàn chữ Nhật ở dưới này nữa. Thì đây là kiện Nhật thì rất nhiều hàng Nhật. Với con này thì chúng ta sẽ có cái phần tay họ thiết kế cho chúng ta như thế này, đó, thêm một cái đoạn như thế này nữa. Và đây sẽ là mã A143 với chiều dài chiếc này là 74, ngang chiếc này là 52, vai là 42. Thì quý anh chị nào chúng ta trong cái khoảng đó là quý anh chị nào chúng ta trong cái khoảng sạch đồ si thấy rằng là khoảng size L, tức là khoảng 70kg hoặc là khoảng 65, nếu mà quý anh chị chúng ta có vòng bụng hơi lớn thì khoảng tôi cứ cho là khoảng 65-70 đi thì có thể mặc ok và mặc đẹp cái sản phẩm này nhé. Một sản phẩm chất lượng, chất của con này sẽ là cái dòng chất kaki nhé. Sản phẩm tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái sản phẩm mà em Sành nghĩ rằng là mọi người cũng nên mua. Đó, mọi người cũng nên mua. Thứ nhất là con này thì mọi người có thể là làm ôm được chọn trên này hoặc là mở ra sẽ như thế này. Và khóa thì họ sẽ dùng cái không dùng khóa mà họ sẽ dùng cúc, nhưng mà sẽ giấu rất là kỹ ở trong này. Một túi, hai túi, ba túi, phần tay áo của họ làm này cũng rất là nét luôn. Mặt bên trong thì em Sành xem này, mặt bên trong thì chúng ta cùng nhau sẽ có với một con thương hiệu của Jonata này. Đây sẽ là hàng của Ý này, thương hiệu Ý luôn ạ. Và chúng ta sẽ có cái gì? Thêm một cái tag mạn sườn như thế này nữa. Thì đây là một con sản xuất và gia công tại Japan, Made in Japan này. Với con này thì chúng ta sẽ có mã A142 với chiều dài chiếc này là 75, ngang 51 và vai là 45. Với những cái thông số này thì sẽ vừa những quý anh chị là chúng ta khoảng 65-70kg nhé. Mặt đằng sau thì họ sẽ làm một cái chi tiết xẻ tà như thế này, để cho bác nào thích thì có thể sử dụng chi tiết xẻ tà này. Sản phẩm tiếp theo chúng ta thì cùng nhau đến với một chiếc áo khoác kaki khác với 4 túi này, 1, 2, 3, 4 và dòng cúc như thế này, cổ bẻ. Và qua này thì chúng ta sẽ có các thông tin như sau. Đầu tiên thì cúc của họ làm tay áo cũng là dòng hai cúc như thế này ạ. Đây là mã A141 với chiều dài chiếc này 71, ngang 49 và vai chiếc này 42. Con này thì bình thường mọi người mặc size M thì sẽ mặc ok, quanh khoảng 65kg thì sẽ mặc nét nét với con này nhé. Đây là một con hàng đến từ thương hiệu Top Volume này anh chị này. Dành cho những quý anh chị hay quý bác nào chưa biết thì Top Volume này đây là một thương hiệu mà top 10 thương hiệu lớn của Hàn Quốc. Sản phẩm tiếp theo thì chúng ta sẽ có một con của Lovic Exchange. Lovic Exchange nghe tên đã thấy sang rồi đúng không ạ? Và con này màu rất là đẹp luôn. Sẽ có chữ X ở đây. Đó, sẽ có logo của họ, sẽ có chữ X và hai cái bông lúa ở hai bên như thế này, gần giống Breakfast đi nhưng mà không phải. Chúng ta phần tay áo thì sẽ tay áo của họ thì sẽ làm như này nhá, có hai cúc và dưới này họ sẽ làm cái phần bon viền như thế này, đó rất là gọn gàng cho bác nào yêu thích cái sự gọn gàng cổ bẻ nhá. Và khóa của họ thì dùng khóa là IKK. Đấy, bình thường là mọi người thích thì ấy, còn ấy thích thì mở ra, còn không thì mọi người cứ đóng kín này vào. Màu con này cũng là một trong những cái màu rất là đẹp này. Mọi người soi kỹ cái chất vải nhá. Thì đây là cái chất vải 100% cốt tông này. Nó gồm giống cái chất vải đũi ạ. Đây sẽ là mã A140 với con này chiều dài 63, ngang 53 và vai chiếc này là 43 nhé. Đây là thương hiệu của Ý và cái form nó cũng nhìn cũng rất là Ý đúng không ạ? Với chiếc này thì sẽ phù hợp cho quý anh chị hay quý bác nào mà chúng ta trong cái khoảng cân nặng khoảng 65kg có thể mặc đẹp và mặc ok nhé. Tiếp theo thì Sài Gòn City giới thiệu với quý anh chị là một con nhìn nó cực kỳ bụi bặm luôn.
một con nhìn rất là bụi bặm và nhìn rất là khỏe luôn ạ. Đó là chúng ta sẽ có con này. Thứ nhất là con này có thể làm được cổ bẻ, còn không thì mọi người có thể kéo lên làm cổ trụ để ôm phần cổ. Đó, sẽ có thêm phần dây buộc các thứ nữa, thắt ở đây. Tùy theo cái cách mọi người thích mặc, nhưng mà em sẽ nghĩ là con này mặc cổ bẻ. Chiếc này chúng ta sẽ có thêm một cái túi ở đây. Chất vải ở đây sẽ là cái chất kaki theo đúng kiểu dạng là cái vải bố mọi người. Tức là kiểu cái vải này thì sẽ rất là bền. Chắc là cái này thì mọi người sẽ mặc khoảng nhiều năm nữa thì cũng chưa hẳn. Đây, một con của Harbin đây. Nhìn cái chất thôi đã thấy thích rồi. Đặc biệt là những bác nào đam mê đồ workwear thì còn thích nữa. Chiếc này của chúng ta sẽ có một cái chữ H đằng sau này. Đây là mã A139. Con này sẽ là chiều dài 70, ngang 58 và vai chiếc này là 46. Con này là sẽ rơi vào tầm size L. Size L là khoảng 70kg thì sẽ mặc đẹp. Và bác nào khoảng từ 70 cho 75 thì khéo có khi mặc sẽ lại còn đẹp hơn. Còn tay áo thì sẽ có thêm một cái túi như thế này nữa. Và sản phẩm tiếp theo chúng ta hướng đến đó là mã A139 với một chiếc áo cổ bẻ như thế này và một túi, hai túi, ba túi. Con này màu lại đẹp quá. Con này ở bên ngoài thì sẽ giống kiểu dạng màu hơi xanh lính một tí nhá, màu đúng kiểu màu ô liu, màu ô liu với mọi người, tức là cái màu rêu ấy. Thì đây sẽ là mã A137 nhá. Chiều dài chiếc này là 73, ngang 55 và vai chiếc này là 47. Con này sẽ phù hợp cho những quý anh chị nào mà chúng ta trong cái khoảng cân nặng đó là chúng ta khoảng 70kg, tức là size L ấy, có thể mặc ok chiếc này. Tay áo các thứ của họ thì cũng làm rất là khuôn và form, nhìn siêu nét luôn ạ. Và sản phẩm tiếp theo của chúng ta thì nó loạt có một con màu rêu nữa, nhưng mà con này màu rêu đậm hơn. Chúng ta sẽ đến với một con của Kasiam này, Comcia này. Với chiếc này thì chúng ta sẽ có cái khóa, có hai cái túi ở đây, hai cái túi giấu khá là kỹ ở đây của anh chị ạ. Đó, sẽ có một cái vạt đây, hai cái túi đây, và bên dưới thì sẽ không có túi, nhưng mà họ sẽ làm chi tiết kiểu như thế này nhá. Con này thì cũng không khác gì một con sơ mi kaki mấy, chỉ chất con này sẽ mỏng hơn, nên là những bác nào mà chúng ta ở trong Nam ấy có thể lựa qua cái mẫu này. Còn cái những cái vết như thế này thì mọi người không nên lo lắng đâu, tại vì theo kinh nghiệm của em Sành và những bác nào mà chúng ta thường xuyên thích chơi kaki, đặc biệt những cái món hàng workwear thì những cái chi tiết này mà hàng second hand thì gần như là chả đáng gì để lo ngại cả. Với chiếc này sẽ là mã A136, chiều dài tà trước 63, tà sau 67, ngang 54 và vài chiếc này là 45. Con này sẽ rơi vào khoảng tầm size MO thì những anh chị là khoảng 65kg thì nên mua con này. Đây là giải pháp thay thế cho một chiếc áo sơ mi kaki. Sản phẩm tiếp theo thành đồ xin gửi cho mọi người đó là chúng ta sẽ có một con như này. Đó, một con như này, giống kiểu rất giống kiểu logo Ideal nhưng mà không phải. Con này thì em Sành thấy rằng cái chi tiết họ làm rất là nét căng này. Chỉ là lần đầu tiên được cầm vào một con áo kiểu như này thôi. Dòng khóa IKK này, túi tiếc các thứ của con này thì cực khỏe nhé. Con này nhìn cực khỏe, cực rất là mới. Với chiếc này chúng ta sẽ có các thông tin như sau. Nhưng mà con này chất dày dặn, rất khỏe và rất mới nhé. Cùng nhau mở bên trong xem là bên trong có gì mà nó lại dày, cảm giác ngọ dày như thế. Thì bên trong này có thêm túi nữa này, quý anh chị này. Bên trong này sẽ có thêm túi nữa. Bên này sẽ có thêm túi nữa nhé. Túi nhìn xịn không ạ? Túi nhìn rất là xịn luôn. Đó, cứ cảm giác kiểu mặc được hai mặt nhưng mà thực ra chỉ mặc được một mặt thôi ạ. Với chiếc này thì chúng ta sẽ có khóa này là khóa đồng nhá. Đây sẽ là mã A134 với chiều dài 67, ngang 65 và vai chiếc này đó là 57 nhá. Con áo này thì khoảng 75kg mặc đẹp, khoảng 70-75kg mặc đẹp, hoặc là thậm chí là nếu mọi người cảm thấy chiều dài 65 này khoảng 80kg mà vẫn đẹp luôn. Đây là một trong những cái mẫu áo mà sẽ rất nhiều những anh chị ở đô đô có thể mặc ok nhé. Phải đô một tí vào thì mặc con này nó mới khỏe được. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến một cái sản phẩm nhẹ nhàng tình cảm của con phim. Với cái sản phẩm này thì em Sành sẽ cho các anh chị thông tin như sau. Cúc này, cúc họ làm này. Con này có vẻ là thiên hướng sẽ là áo của nữ anh chị ạ. Nhưng mà rất là đẹp nên là ghép chung vào đây luôn nhé. Quý anh chị nào muốn mua tặng vợ hay là em hay là bất cứ một ai thì có thể là lựa những sản phẩm như thế này. Rất là đẹp, giá thì cả thì phải chăng mà còn hàng hiệu con phim nữa. Chất con này thì sẽ mềm mại tình cảm nhé. Đây sẽ là mã A133 với chiều dài 65, ngang 45 và vai là 40. Con này thì là form nữ rồi. Thì những bác nào khoảng dưới 65kg có thể mặc ok nhé. Đây là form nữ ạ. Sản phẩm tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với một con của Gu đây. Con này của Gu thì nét căng luôn này. Nó hàng của Gu thì mọi người tin tưởng. Đây cho mọi người xem cái tag ở bên trong nhé. Đây tag Gu này, tag của thương hiệu Gu bên trong này. Với chiếc này chúng ta sẽ có cái màu đẹp quá. Màu
đẹp mà cái kiểu cổ này cũng đẹp luôn cơ. Ở đây sẽ là mã A132, chiều dài 75, ngang 62 ở vai 56, size XL 75kg mặc ok, 75kg mặc ok nhé. Bác nào thích đồ jean các thứ thì lựa con này nhé, kaki này, nó chất nó giống y đồ jean luôn. Sản phẩm tiếp theo mà chúng ta sẽ xem tới đó là một con. Vừa nói đồ jean xong thì chúng ta lại có một con chất jean nữa. Nhưng mà cái chất jean này jean mềm mại nhé. Sẽ có hai túi này, mỗi túi đều có cúc cả nhưng mà em sành không cài thôi. Bên trong này cũng có cúc này, con này thì đơn giản, tình cảm, nhẹ nhàng thôi, cổ bé. Với chiếc này chúng ta sẽ làm cái giải pháp thay thế cho những cái mẫu sơ mi kaki. Đây sẽ là mã A131 với chiều dài 65, ngang 50 và vai 42. Con này thì khoảng 65kg, có thể mặc ok. Một con áo mà sành đồ xinh, đơn giản, tình cảm, mặc nhẹ nhàng, đều có cúc cả nhé, không bị rớt cúc đâu. Sản phẩm tiếp theo Sành Đồ Si sẽ đưa mọi người đến với một con áo nó như thế này. Nhiều con mà không biết phải diễn tả cái form dáng này như thế nào ấy, tại vì đang bị ngọng từ, đang bị thiếu mất từ ngữ để diễn tả những con này. Tại vì đôi khi mà Sành Đồ Si không mặc nên là không mặc những kiểu như thế này nên là cũng rất là khó để chia sẻ. Tại vì cái kiểu của Sành Đồ Si là mặc nó không hợp đó. Khổ thế cơ, người cứ nhỏ nhỏ xinh xinh nên là đôi khi là mặc nhiều con áo khỏe là mình tự dưng mình không quen lắm. Con này thì cũng không có thương hiệu gì đâu quý anh chị ạ. Đây một con hàng Nhật thôi, không có thương hiệu gì đâu. Với chiếc này thì chúng ta sẽ có cái kiểu form dáng khỏe, khỏe rất là khỏe như này. Màu thì kiểu dạng hơi màu gỗ một tí nhá. Với sản phẩm này chúng ta sẽ có phần cổ họ thiết kế như thế này. Đấy, đôi khi mà chỉ biết nó là như thế này như thế kia thôi, thiếu quá thiếu từ ngữ. Tay áo này, tay áo họ làm cũng như thế này. Đấy. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã A130 với chiều dài là 69, ngang 56 và vai là 49. Con này thì sẽ là size L, 70-75kg mặc ok, nhìn rất khỏe luôn. Sản phẩm tiếp theo Sành Đồ Si gửi mọi người là chúng ta có một con của Simple Life. Simple Life, cuộc sống đơn giản. Với chiếc này thì bên ngoài của nó sẽ là cái chất gió nhé, còn ở mặt bên trong thì họ sẽ lót cho chúng ta thêm một cái lớp lưới ở những cái túi áo như này. Hai bên thì đều có túi áo hết anh chị nhá. Và nhìn nó như thế này, khó để diễn tả. Con này quá, nhìn con này nhìn rất là đặc vụ, con này nhìn siêu đặc vụ luôn. Mặt đằng trước đây, ở đây là mặt đằng sau đây, còn đây là mặt đằng trước. Con này thì đây là mã A129 với chiều dài chiếc này 70, ngang 53 và vai chiếc này 42 nhé. Con này sẽ rơi vào size M, khoảng 65kg mặc đẹp và mặc ok cái sản phẩm này. Khoảng 65kg, quanh 65kg mặc đẹp cái sản phẩm này. Cho mọi người xem lại con Simple Life, cuộc sống đơn giản, dễ dàng. Tiếp theo là chúng ta có một con của nó ghi trên này là một con của AirTalk đây, một con của AirTalk. Con này thì 100% là hàng Nhật và hàng nội địa Nhật rồi. Với con này của hàng nội địa Nhật thì chúng ta sẽ có các thông tin như sau thưa quý anh chị. Đầu tiên thì con này là một trong những con cổ bẻ, một trong những con cổ bẻ nhìn rất khỏe. Với cái việc mà có thêm một cái chỗ để in bút đây thì đây là một con áo thiết kế dành riêng cho công việc, cho công việc của những bác nào mà cần một con áo kiểu kaki khỏe thì con này sẽ thiên hướng là cho công việc nhiều hơn. Với chiếc này chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4 túi. Và ở bên dưới thì họ là form kiểu dạng là may theo kiểu dạng là bo viền như thế này nhá. Đây sẽ là mã A128 với con áo này chiều dài 61, ngang 53 và vai là 44. Sẽ là rơi vào size M, chứ là họ ghi size L nhưng mà L á thì nó chỉ là M thôi. Khoảng 65kg mặc ok cái sản phẩm này nhá. Màu con này là một cái màu kaki kiểu dạng là màu vàng cát nhá, nhưng mà nó không đến nỗi kiểu đặc là giống như kiểu màu vàng hẳn đâu. Sản phẩm tiếp theo thì chúng ta sẽ có một con của Dogman này. Một con Dogman, Dogman này dịch ra là có nghĩa là người đàn ông điên, hay là người Việt Nam hay gọi là thằng điên. Đùa thôi chứ cái Dogman, từ Dogman này ở trong tiếng Anh thì nó dịch ra những nghĩa nó khá là hay. Nói chung là một con áo này ở trên này họ ghi rất rõ này, working này, tức là một con áo dành riêng cho công việc. Chính vì thế nên là con áo này nhìn nó sẽ kiểu khỏe hơn rất là nhiều. Và nếu chẳng hạn như là những con áo này bị dính sơn hay là dính bùn đất các thứ thì những con áo này nhìn nó sẽ toát lên cái vẻ đẹp đau lao động nhiều hơn là kiểu giống con áo bẩn đó. Thì cái kiểu thời trang là người ta nhìn sẽ ra như vậy nhá. Thêm một cái tag ở đây nữa là cái tag Dogman này, khóa này, khóa của họ thì dòng dùng dòng khóa đồng, khóa sắt luôn rồi. Con này thì đúng kiểu dạng là chơi cối cày cuốc luôn rồi, quá ngon và xịn. 350k cho con này.
Đây là mã A127 của anh chị nhé. Chiều dài 64, ngang là 56 và vai là 51. Con này thì rơi vào khoảng tầm size M, tức là 65-70kg, có thể mặc ok. Nếu những ai mà là fan của Workwear hoặc là fan của KH Dicky thì những quần áo này thì chắc là phải mua chung con mất. Sản phẩm tiếp theo chúng ta sẽ có một con cơ bản của Uniqlo, jean, chất jean. Với con này chúng ta sẽ có các thông tin như sau, tại vì con này cơ bản quá rồi. Một túi có cả thêm cúc nhá, một túi, hai túi, ba túi, cơ bản, nhẹ nhàng, tình cảm, nhưng mà size nó hơi to một tí. Con này sẽ là size XL. Chiều dài trước đây là 76, ngang là 62 và vai 52 nhé. Đây là mã A126. Thì con này thì sẽ phù hợp cho những quý anh chị nào chúng ta khoảng 75kg, mặc siêu đẹp luôn, nhìn rất là cơ bản. Con này hôm trước thì khi mà hôm trước lên trên xã đàn đấy thì thấy có một bác chất lắm, nói chung một bác chất lắm, mặc một con y như thế này luôn, xong rồi đi thêm con xe đạp kiểm nữa, buổi đi giày ra nhìn kiểu dạng là vừa lịch sự mà kiểu vừa xịn luôn đấy, kiểu rất là có gu ấy. Nên là bác nào thích cái kiểu như thế này thì liên hệ với Thành Đồ Si chốt đơn nhé. Hiện tại thì nhà Thành Đồ Si chốt đơn qua duy nhất Zalo hoặc số điện thoại 0337707398 nhá. Sản phẩm tiếp theo của chúng ta là sẽ có một con của thương hiệu Pháp đây. Nói chung là mọi người biết không, mấy con mà Vetra này hoặc là có chữ Le hoặc là Lude các thứ này thì toàn là hàng thương hiệu của Pháp thôi. Đấy, có thêm cả chữ Frank đấy thì chắc chắn rồi. Con này thì em Sành thấy rằng là đây, con này thì em Sành không có gì để chia sẻ với mọi người nhiều. Mọi người cứ nhìn thật kỹ con này đi thì mọi người sẽ tự dưng thấy thích cái kiểu như này thôi. Màu cũng đẹp luôn. Khóa của họ, cái dòng cúc của họ thì họ sẽ thiết kế theo kiểu dạng nghiêng hẳn sang bên nhé. Họ thiết kế nghiêng hẳn sang bên nhé. Đó. Họ vẫn sẽ thiết kế kiểu gần thẳng thôi, nghiêng hẳn sang một bên như thế này. Đó, khá là hay. Đây là mã A125 với chiếc áo này, chiều dài là 76, ngang chiếc bè 52 và vai là 43. Con này là size con này sẽ là size M nhé. Size con này là size M, là dao động cho những quý anh chị nào chúng ta trong cái khoảng là 65 cho 70kg có thể mặc đẹp và mặc ok con này. Dáng con này sẽ hơi dài một tí thôi, dáng mà dáng dài như thế này thì mới khỏe đúng không ạ. Mấy con này thì thiên về hướng thời trang nhiều hơn, hàng Pháp là toàn như vậy thôi. Hàng Nhật thì nó sẽ hay mà kiểu mấy thương hiệu Nhật nó sẽ hay kiểu rằng là thiên hướng nhiều hơn là kiểu tôi cho thêm cái kiểu này vào thì nó có thể là giải quyết được gì cho tôi không. Nhưng mà mấy cái thương hiệu kia thì cho thêm cái điểm này vào để nó đẹp hoặc là nó xấu hoặc là như thế nào. Nhưng mà hàng Nhật thì ví dụ như có chỗ gài bút, để từ gài bút ở trên đấy để đi lao động thì nó sẽ đỡ vất vả hơn, hoặc là cái ngăn tủ này mở ra đóng vào như thế này để được nhiều đồ hoặc là để tiện lợi được hơn đấy. Cái thiên hướng đồ Nhật là họ sẽ hay, rất là hay làm theo kiểu như thế nhé. Sản phẩm tiếp theo Thành Đồ Si gửi cho quý anh chị là chúng ta sẽ có một con áo đến từ Top Volume đây. Top Volume này là top 10 thương hiệu lớn của Hàn Quốc rồi. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã A124 với chiếc áo này, chiều dài 72, ngang 52 và vai là 46. Với những thông tin này thì đây là một chiếc áo mà size con này nó là dao động và tầm khoảng size M nhá, khoảng 65kg là đã mặc đẹp rồi. Màu con này thì sẽ là cái chất mỏng hơn một tí, phù hợp cho những bác nào mà chúng ta thích những con áo không quá dày, hoặc đặc biệt là ví dụ như là gió mùa về thì chúng ta thích có một con khoác vào cho người nó nhẹ nhàng tình cảm thôi thì có nên lựa những cái mẫu kiểu như thế này. Một túi, hai túi, ba túi, đây là mặt đằng sau này, có họ làm chi tiết xẻ tà chúng ta luôn. Đây sẽ là mã A124 nhé. Chiều dài chiếc này là 72, ngang 52 và vai là 46. Con áo này thì sẽ dao động vào khoảng 65-70kg, có thể mặc ok nhé. Em Thành dao động như thế thôi, chứ còn đôi khi mà những cái thông số Thành Đồ Si đưa ra thì nó ở vào bên này hết rồi. Tư vấn cân nặng nó chỉ là một phần thôi, mỗi cây mỗi hoa mà mỗi người thì lại có một cân nặng khác nhau. Sản phẩm tiếp theo Thành Đồ Si gửi cho mọi người là chúng ta sẽ có một con của Shea Picnic này. Một con nói chung là mọi người nhìn thấy Works không ạ, và Mountain Clothing không ạ, có nghĩa rằng là con áo này chuyên dùng để trong cái dòng workwear, và con áo này dùng với thiên hướng rằng là đi lên núi. Mà đi lên núi thì cần cái gì ạ? Cần sự bền bỉ này, đi lên núi thì cần
những con hàng nó chất lượng này, giống kiểu dạng bộ đồ ngày xưa ấy, những con áo rất là dày luôn, trải qua bao nhiêu năm rồi, bây giờ những con áo đấy ngoại trừ cái màu của nó không còn được nguyên vẹn thôi, chứ còn nó rất là bền đấy, kiểu như vậy. Những con áo này thì nó cũng thiên hướng như vậy luôn. 1, 2, 3, 4 túi và chất kaki dày dặn. Chúng ta sẽ có tông màu rất đẹp nữa. Tông màu con này thì siêu đẹp luôn rồi. Màu bên ngoài đậm ra thêm một chút nữa so trên clip. Đây là mã A123. Ở chiều dài chiếc này là 76-78, ngang chiếc này là 54 và là 46, size L khoảng 70kg, mặc đẹp và mặc ok, giúp sạch đồ xì. Và mã số con này sẽ là mã A123. Nhưng quý anh chị nào chúng ta trong cái khoảng cân nặng 70kg liên hệ với em Sành, chốt ngay con này cho em Sành. Mẫu khỏe như thế này mà không chốt thì nó hơi lãng phí. Sản phẩm tiếp theo mà Sành đồ xì gửi đến cho quý anh chị đó là chúng ta sẽ có một con của Takekikuchi. Đó, Takekikuchi nghe tên rồi đã rất là Nhật Bản đúng không ạ? Chính xác, đây là một thương hiệu có tiếng của Nhật Bản luôn. Với chiếc này chúng ta sẽ có một túi, hai túi, ba túi, đấy, ba túi theo cái kiểu dạng na ná gần vét thon. Chúng ta sẽ có, và chắc chắn rằng là em Sành sờ một chút này, sờ thêm một chút nữa. À, da nó là như vậy. Da nó là như vậy, mọi người biết gì không ạ? Ở bên trong này của họ thiết kế thì sẽ không có túi. Bên trong của họ thiết kế là không có túi. Nó rất là cơ bản, gồm có 1, 2 và 3 túi thôi. Túi ở đây sẽ là túi ngang nhé. Với chiếc này thì chất của con này rất là chất kaki. Và chúng ta sẽ có, đây là mã A122. Con áo này sẽ là có chiều dài là 72, ngang 51 và là 45, sẽ tương đương với tầm size M thì khoảng 65kg, có thể mặc ok con này. Nhưng mà mọi người lưu ý cái chiều dài là 72 này nhá, thì cũng phải cao khoảng 1m65 thì mới có thể mặc ok con này đẹp được. Và những quý anh chị ở chúng ta mặc vừa con này thì liên hệ chốt đơn với nhà Sành đồ xì nhá. Đây, tên, nhắc lại tên của con này là Takekikuchi. Một cái tên rồi nghe rất là hay luôn và đọc cũng rất là khó nhớ. Tiếp theo thì sản phẩm cuối cùng thì chúng ta sẽ đến một con của Fidaton này. Nói thế thôi chứ con áo này thì cũng không có gì đặc biệt, ngoại trừ là nó có quá nhiều những cái chi tiết thừa. Tại sao Sành đồ xì nói có quá nhiều chi tiết thừa? Thứ nhất là làm cái cổ gì mà làm cái cổ dày quá trời vậy, làm này để người ta ngột thở à? Và thứ hai, làm thêm cái chi tiết này vào để làm gì? Làm chi tiết này vào để kéo này vào để ngột thở à? Và thứ ba, làm có cần làm cái khóa to như thế này không? Có cần làm khóa to như thế này không? Và thứ tư, làm một túi này đã đủ rồi, thế còn may thêm cái đoạn này để trang trí hay sao hay làm gì? Và thứ ba, túi này đã có một cái túi ở đây rồi, tự dưng cho thêm một cái khóa ở đây nữa để làm cái gì? Quá trời nhiều túi luôn, mà đường may này ở tay này nhìn form rất là bomber luôn. Và giày cộp như thế này để làm cái gì? Đấy là một vài chi tiết thành đồ gì cảm thấy không ưng nổi con áo này. Và mặt chun bo ở dưới này, sao chun bo gì mà chun bo ác vậy? Đằng sau thì còn có thêm rất nhiều đường chỉ nổi vào nữa. Láo này thì con áo này đẹp quá trời luôn rồi. Và những quý anh chị nào chúng ta bình thường mặc vừa size L thì mặc ok con này nhá. Chiều dài chiếc này 64, ngang 59 và vai là 46. Con này khoảng 70kg sẽ có thể mặc đẹp ok con này với sạch đồ gì nhá. 70kg mặc rất đẹp con này với sạch đồ gì. Rất nhiều chi tiết Fariton. Đây là Fidaton, một cái sản phẩm Fidaton. Con này thì quá nét nè và quá căng luôn rồi. Chất bên ngoài này sẽ là không phải là chất kaki mà sẽ là cái chất gió nhá. Bên trong thì họ lại đệm cho chúng ta thêm một cái lớp gió ở bên trong nữa. Nói chung là con này cực khỏe luôn. Nhìn như kaki nhưng mà thực ra lại là chất gió. Nhưng mà chất gió này không phải là chất gió xồn xòm mọi người hay thấy đâu nhá. Và chiếc áo này cũng là chiếc áo cuối cùng trong clip của chúng ta ngày hôm nay. Một lần nữa thì Sành đồ xì rất là cảm ơn quý anh chị đã xem hết clip này. Chúc mọi người và gia đình mọi người luôn bình an và cùng nhau chúng ta chuẩn bị đón một mùa Giáng sinh ấm áp. Sành đồ xì chốt đơn qua Zalo 0337707398. Quý anh chị chúng ta có thể chốt đơn và đặt hàng với Sành đồ xì. Xin chào và hẹn gặp lại ở clip tiếp theo ạ.